Thôi xin chào mọi người nha. Tập tạ nha mọi người ơi. Buổi sáng nhóm bà tê đi thể dục. Lội vài cây số chơi. Lội gì 3 cây số. Lội trình lộ đó là chuyện bình thường. Đây với dụng cụ như là chị can nôm để chút xíu mấy anh em đi bắt cá các bạn ơi. Bắt cá bằng cách kéo cồn. Giờ xem tiếp video nha. Đây anh Tối. Văn Tùng. Đây bây giờ mấy anh em đang khởi động. Chuyến đi kéo nhẹ quá. Đây các bạn xem tiếp video các bạn ơi. Xem tài của mình. Mới vô khai trương ruộng nhà nha. Hẻm đó. Bắt tài luôn. Cái gồ ha. Mày luôn hả? Wow, cái gồ mày các bạn. Coi gì để nôm ở nhà đi. Mới khai trương thấy ngon lành ta. Khai trương ruộng nhà thấy ngon lành á. Ủng đây. Ê. Lóc nhảy á. Đây còn gà chuối kìa. Đó tìm lên đó. Phải không? Cho mình thấy tím đây rồi ta. Dính ở đó là hay đó. Nãy thấy tím bên này nè. Ừ hết đó. Ngay. Chắc nó chạy rồi. Chú chạy rồi. Lấp cứng. Ê cá gô. Thì cũng như những cái tập trước thì để đây thì nó sẽ chuối các bạn. Kéo như thế này thì cá sẽ chuối. Chuối mình sẽ thấy cái quận sình nữa các bạn. Quận sình màu đen á. Tùy theo cá bự nhỏ ha. Và khu vực sâu hay là cạn thì nó sẽ chuối cái sình nhiều hay ít. Bự nhỏ. Cá bự sẽ chuối rất là lớn các bạn. Như cá lóc á. Đi có rung lắc thì các bạn cũng thông cảm nha. Ê ê ê ê ê. Cá bay nè các bạn thấy không. Rồi chuối rồi nè. Chắc nổi. Các bạn thấy cá bay không các bạn? Véo véo. Chỉ bay rồi. Trời, cá bên đây nè. Không có. Cá con bên đây mới chạy qua đây nè. Đi đầu qua nó. Dạ, cá lóc bự các bạn. Im đó. Thả cá lóc nhỏ nhưng mà dính cá lóc bự ha. Hay. Cá lóc bự là thảy cá lóc nhỏ. Ừ. Vậy là chết luôn rồi. Lên cái các bạn. Xong rồi. Lâu quá. Xong rồi. Dính rồi. Rồi. Chạy quá chạy hả? Bởi vì nó nhỏ quá mò tưởng nó thục. Gô bự mê, em. Gô mề. Ủa nãy quên nó bỏ cái lắp cái thùng đó. Bỏ cái lắp thùng đó. Giờ nãy giờ cá rô trong đó không? Bây giờ bữa nay sẽ chia ra hai đội các bạn. Một bên cá rô, một bên cá lóc các bạn. Để chung nó đâm manh sát chứ. Ê, ê, hai cái luôn. Nặng cái cá bự á. Cá lóc có dễ thôi. Bò tay luôn trời. Không biết cá lóc mà. Nhìn là biết rồi. Bây giờ trình độ cao lắm. Tay nghề chuẩn bị lên rồi. Ê, nó đó. Rồi quên kia rồi. Hai chỗ gà gà luôn luôn lên đó. Kia á, bên tay phải. Nắp tay phải. Cãi à. Cãi mình không. Cãi mình không, bự không. Nó cơ gô. Nó chuối bự dưới trời. Go go. Tay là tay bắt cá rô nha các bạn. Tùng cá rô. Đó. Lóc nha bạn ơi. Lóc nha, anh lóc nha. Bãi đầu nhỏ rồi. Đó. Giữ luôn rồi, nửa ký lô. 8 con. Giỡn mình hoài trời.
Nó nằm cho nó chạy vòng 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 cho nó rồi. Khó ăn lắm. Đây, quay lại săn lùng. Lội ngược dòng săn cá lóc. Không chạy khỏi đâu. Cái bự bây giờ. Rồi em ấy sẽ có thể lên TV hay không? Rồi. Mình lên đĩa. Ở 3 vòng mình chẳng thấy em đâu. Trời ơi, quên đầu ngày. Bỏ ra ký cá cho lại. Tiếp tục các bạn ơi. Cuộc săn lùng cá lóc nha các bạn. Lê cận ơi. đi kéo con như thế này đôi lúc cũng có những tình huống thú vị, cá bay rồi cá có chuối, nhiều cái nhìn mắc cười lắm các bạn. Bắt hụt rồi bắt không trúng không được, rồi từ lúc bắt cũng được hy hữu, bắt dính hai con không chừng rất là vui. Nghe đóng ga cá chuối miền Tây ngày đầu lôi lên liền. Rồi mấy nguồn ở đây thấy trọng hơn mấy nguồn của hổm ha. Hổm cá lý tí. Đây vô khu vực nè các bạn ơi. Kéo vô cái 12 cái ngục đó là nó dậy luôn đó. Ọc dậy luôn. Nè chuẩn bị. Đó. Cái gô nè chuối nhóc nè. Hên vậy ta. Dĩ đi mà cũng được cá lóc. Có bà Đức từ ra vô. Đây có bà Đức ra vô nè, có cá nè. Rồi tìm cuối luôn có phải không? Ngày. Ngày. Lóc thôi đầu nhí. Rô. Cá lóc nhí hả? Cá lóc khô nguyên con cái gì? Ấp con cóc. Ấp. Ồ cá lóc. Lóc ní. Đây cái hang gì dữ vậy ta? Hang khổng tròn, khổng lồ luôn. Ếch vô nữa nè. Sao? Ếch vô. Không tới đâu. Cái hang siêu to luôn các bạn. Dính vậy? Cua. Dễ gì. Đâu bắt cua quá trời. Vô nè, vô động cua rồi. Bên này nè. Hai con luôn, con coi được con cua cái. Hay trời. Động cái gì mà biết cua được cua cái nữa. Trời, cua cái nó lột nè. À, vậy đó hả? Cua được nó giữ. Vô ngay cua chữ 8 rồi. Bên đây nè. Bên đây nguyên cái bọng tó trong cái góc vừa luôn nè. Ở đây mà tới mùa khô chắc cá vô lắm hả? Nguyên cái bọng luôn kìa. Ồ vô ngay hàng cua rồi. Vậy là còn ếch trống. Ếch nó nằm trước cua hay gì? Làm sao cua đâu hả? Chứ con ếch là nó tụm cua cái nha. Kìa. Đó không phải bọng không? Vô bọng khổng lồ. Bọng này mùa khô đi bắt cá mà ấy đã luôn ha. Tụt các bạn ơi, thu hoạch được 3 chú cua, vô kẹp mang cá, banh sát.
cá ngốc tửng siêu nhí, tiếp tục các bạn. Chú nhiều quá hởm nha, coi đã kéo không dính là no luôn đó. Đó còn cóc, còn cá lóc siêu nhí không à, bữa nay siêu nhí không ta, bữa nay cá lóc nuôi không à các bạn. Cá lóc tổng mắt dính rồi nha, rồi vô trong rồi. Chả không nhảy cọc rồi biết rồi. Hai con luôn. Ngon lành. Miền Tây như thế này đây các bạn. Chỉ dạo khoảng dài 30 cây số thì sẽ kiếm được vài con cá các bạn ạ. Rất là dễ ăn. Vui thế nha các bạn ơi. Hy vọng là có thể chia sẻ những video như thế này cho các bạn xem để biết về miền Tây như thế nào. Sống miền Tây cũng rất là cực các bạn. Giờ này thì cũng gần cuối vụ rồi thu các bạn, thì người ta bơm nước để chuẩn bị xả cho cái vụ đông xuân sắp tới. Thì đó sẽ có rất là nhiều clip về tắt điện cá, mọi người nhớ xem để ủng hộ kênh nha. May hả bưởi, hay ta, có triệu chứng. Tục các bạn ơi, đó, chú sừng. Ốc cá lóc đó, nửa ký rồi, nửa ký rồi. Quá trời ơi, con cá lóc kéo lại lên tới đây luôn rồi. Đó chạy luôn trời, kéo cái nữa, có 15 vòng là dính đó. Tới chúng cho nó dạng vọt đi, chưa chạy rồi các bạn. Nhảy kìa anh tưởng anh nhảy kìa, báo hiệu điềm lành dễ tông. Xỉu. Mất luôn. Bự các bạn ơi. Chuối một vùng ở đó luôn á. Đó. Đó còn đây đó. Dính cái tay à. Ê, cá bự mà. Dữ rồi, khủng long rồi. Bự quá các bạn. Cá bự chạy ở đây. Cá bự, cá nãy gì vậy? Chắc cá nãy quá. Cá nãy á. Không tin hỏi cho thử coi. Bắt được cái đó không ngon ha. Cái đó cỡ nửa thùng là được rồi. Chán đít cũng đủ khổ. Đỡ khổ vậy bạn. Báo hiệu điềm lành rõ ràng. Ê. Con cá nãy đó. Hello, chào các bạn nha. Theo tình hình khu vực ở đây thì có lẽ là ít cá quá các bạn ơi. Cho nên mấy anh em sẽ về Đổi giỡn kiếm thêm cá để nhằm phát triển những con cá lóc còn lại ở nhà. Xem tiếp video các bạn. Đây, tỏi sẽ
dở dớn cái này các bạn. Wow, cá gì vậy, còn tông hả? Bữa nay làm mấy cá lóc mừng rồi. Còn tôm nhỏ gì đây, còn tôm chưa đủ tuổi các bạn, tép nhóc luôn rồi. Đảo đại chung về rồi. Wow, nó ngọt và khô. Điều nó khô cũng đã. Đây tiếp tục những cái giỡn tiếp theo các bạn ơi. Giỡn nhà các bạn. Báo cáo đây là giỡn nhà. Đây lưới lồng tôm của anh lấy Tỏi. Lấy cái dù anh nó bung ra. Ừ cũng được nữa. Lưới lồng tôm của anh Tỏi đây các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Lấy dù cũng được nè, hồi giờ dạ. Dạ. Lưới lồng tôm dính quá trời. Lưới này văng đại đó ha. Lưới cũ văng đại dính nhóc. Lưới này lồng tôm nhiều nè. Đủ thứ cá trên các bạn ơi. Lắp gô lồng tôm tép để chầu ốc cua. Cá thứ hai các bạn. Này chạy tép với cá nhỏ nhỏ nhiều quá. Rồi này hết cá rồi, rút xuống ruộng hết các bạn ơi. Rút xuống ruộng với vô trong giớn với bò tử hết rồi. Ồ, con cóc nữa kìa. Vô luôn con cóc luôn. Ốc ốc con cóc. Cóc rồi chằn hiu. Chằn hiu, ốc. 1 kg. Bầm chằn hiu luôn. Nhiều nhảy ra nè. Chân dài. Nhiều bầm. Chằn hiu này vú 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 nhiều nhiều cái mình ấy cũng mình để. Chiên giòn cũng ngon này ha. Phải không? Có luôn cái này. Tành lắm. Cái này người ta cắm con kèo, người ta cắm con này nè. Bây giờ là cắm lương á. Đem về vú luôn, cóc các bạn. Đem về vú luôn. Mốt cũng đi bắt à. Làm khô. Không mấy con này làm khô ngon nè, bây giờ đặc sản rồi đó. Bỏ vô luôn đi ha. Đi về nuôi. Mình rộng lại. Đó, giờ không bỏ gì chứ các bạn. chỉ bỏ gốc gạ thôi. Giờ cái gì cũng là đặc sản hết trơn nha. Đi dạy lú luôn không? Ừ. Luôn. Này kéo cái cam giờ nổi rồi đó. Ác gì lụm hết luôn nha. Đề ta nhiều gì đó hả? Cái này là có ăn cắp nha các bạn ơi, không phải của nhà nha. Của nhà nha, cắp của thằng Phụng nha. Báo cho anh Phụng biết trước nha, là cái giống của anh nó bị đổ nha. Nó xin lỗi nha. Cái này tại mình khổ quá, mình đổ thôi, chứ không phải mình ăn cắp nha các bạn. Buồn quá. Tại mình hụt cá dữ lắm rồi. Hụt cá mồi quá trời. Đành phải chịu ra tay rồi. Ai kêu chạy quá anh chi. Chạy ốc đâu hết mấy ký vậy. Đây mấy anh em sẽ tiếp tục đi dở mấy cái mời cái ngục qua dưới dưới kinh nha bạn. Mà sáng có người đi thăm dùm hả? Chắc hết cá luôn quá. Chết chị rồi. Gắn camera mấy nè. Rồi còn có con cá rô à. Ô lương lóc rô quá đã. Như thăm xóm ba cá chưa vô hay là hốt hết mớ chừa lại mớ dằn dằn để tuyên cho biết à. Hốt lưng nhất rồi chừa lại lưng nhỏ, lưng lóc lá quá trời cá luôn. Hốt hết con lưng nhất rồi. Chạy ra chợ mua thêm. Nhiều không có hổm đó, hổm cái gô nhiều. Ai để cái ghế đó nè trời. Cái ghế để ra để thăm vậy ta. Thăm giỡn đi. Thôi nhầm lúc người ta chỉ bước xuống người ta kéo lên thử coi thử sao. Nãy giờ cá đi các bạn ơi, khúc luôn các bạn. Đây, tiếp tục qua bên cái giỡn này có lý nè. Nãy Tùng thăm dò rồi là đã thấy cá. Nãy thấy cá lóc mà kéo lên có cá lóc là mệt nha Tùng ơi. Lóc bài luôn. Ấy gì vậy? Sao ngứa tay quá vậy ta? Nó sâu bắn là gì ta? Mình về ê, có lóc nha, ta về ta nhớ
cái mông người cái mông chà bả. Đây cận cảnh đổ cá miền Tây. Đây một pha cái lóc tẩu thoát mà hẳn cái lóc tẩu thoát ở đây nè. Trang luôn. Có thành công hay không? Đấy cá rô. Cái lóc hổm gì mình thả nó vô lại nè. Vậy quá ú hơn bữa hổm rồi. Không lầm. Bởi chị thả đâu có lầm. Còn con cái gô trống nữa. Còn đại ca này. Nặng quá các bạn ơi. Bắt luôn. Đấy trên nè, trên nè, trên nè. Trên nè. Ở trước đây nè. Còn cái gô chà bá không thấy. Chà hình. Viết là hư 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 hình hết rồi. Hư phần cứng hết trơn, mềm hết trơn. Này, cá nhóc chân các bạn ơi. Khúc rồi nè. Yeah. Khúc cá rồi. Mà cá qua luôn. Thầm đuôi trời. Ê, cá tha la không biết rồi. Hết hồn hả? Uống hồn nữa, vô vánh này. Này. Bữa nay mình ở Nam đi làm sớm cũng cho nên là cũng mát mát chứ không đến nổi nắng lắm quá. Vô Caro. Cái gô mùa này thì nó không có bự hung các bạn. Đợi mùa đông xuân tiếp theo thì cá có lẽ là nó sẽ to gô màng. Hết lúa ăn ốm rồi. Hết lúa ăn ốm lại. Sông chiều nó cá sông chiều. Ở quận làm cái hư hình chứ. Quận làm hư hình chứ. Nó mặc ca sĩ luôn chứ. Cứ kéo lên không à, không biết xuống. Là tiếp tục những cái mà hãy ngược lại các bạn. Dạ. Xa xa thì Tùng đưa cái bắp tay lên, nó không biết đẳng chắc lại là dính cá to. Có nhìn kỹ không? Cái chuyện có đưa gì nè. Ừ, chắc con cái giữa. Dạ, dạ. Dạ. Dũ hoài. Ốc có lóc bự không? Bự hả? Ồ, ở đây có gô bự nè, có lóc bự luôn nè các bạn. Cùm tay. Lóc cùm tay nha. Mặt cùm chân lớn hơn cùm tay. Kệ đi, bắt tao. Chuối bẻ cổ bỏ hổm gẹ chín chưa ta? Đừng manh động cái chừng đỏ ngay cái lỗ lủng cái đi luôn. Ồ, hai chú cháu nữa nè. Muốn đầy cái thùng rồi đó nha. Ồ, quá cá đụng cha qua chết lục bình cái cá chạy đụng vô ào ào không chạy. Ào ào luôn rồi. Em lấy đi trời ơi. Nhanh nhanh nữa dọn có mấy này ra. Tới mấy cục này là do nhóc. Chết lục bình cái nó đụng giò. Thì cái thao đổ ngon quá ha. Thùng nó đầy rồi đó. Bên đây coi. Lắc lắc nó tràn ra. Nó vô thấy cưng rồi. Lú đầu đều chứ. Tùng thăm tính tình hình rồi cái kia ơi. Trời ăn hết. Đầu kia coi có cái lóc gì không? Ê ê ê ê ê ê ê ê cái đuôi rồi. Cái gô ở đây ú ú à. Gô ở đây trọng à. Cảm ơn đứa bà hôm nó lên đặt chuột. Rồi nhậu tới bông găng luôn là hiểu rồi. Cái độ mài nó hơi sâu. Con này bao lưới vô một cái dở trời như đống trà. Ừ. Giờ cá vô ăn ta. Ủa rồi cái lú ai đây nữa. Này được mấy cá rô các bạn. Còn có vài cá rô. Mỗi nhà có một vài cái 12 cái hộp như thế này để bắt cá thì có lẽ cái này mỗi... mình ăn dễ gì hết. Ừ, mỗi buổi sáng nhóc cái chân có con cá rô này lấy không? Lụm luôn đi. Nó đã dám vô đó rồi không lẽ không dám bắt về.
Đây, mỗi nhà có nhiều cái bẫy như thế này thì có lẽ ở đây cái gì mà nó quậy 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 vậy ta. Ra luôn. Thì khỏi đi chợ mua cá các bạn. Một phút cá nha các bạn. Cái này ngon. Đây. Thêm con nữa tí nữa nè. Cái này nó đều đều luôn chạy. Chạy vậy. Vừa đi cho khó à. Hôm nay gió chạy các bạn ơi. Bữa nay có ngục chạy nha. Tại bắn cá lóc chưa rồi. Vô từ từ á, vô. Á đồ. Wow, cỡ như ngay nè, hồi nãy biết kêu rồi lấy cái lóc bỏ vô luôn, đúng con trời. Bậy lắm em ơi, bậy lắm à. Ê, cái này hai chú cháu vô nữa nè. Vô hai cháu luôn hả? Ê, một pha phóng sinh có thành công không? Không thành công. Ủa rồi, ba con. Ê, ba cái lóc luôn á. Ô, ba nó quá trời luôn kìa. Trời, ba con nửa ký vậy á. Im mày cá bự không kìa. Ôi, bữa nay không ai đi thăm lú. Sớm. Bữa nay làm như là mắc đám giỏ gì vậy không? Cá to không? Không thì các bạn ơi, đây. Đừng la. La 11 người ta. Khu vực này là khu vực ở Sà Phiên nha các bạn ơi. Sà Phiên nha. Cái giời mấy cái trắng trắng lại dẹt một bình để đi. Cái này ở Sà Phiên với tôi các bạn ơi. Sà Phiên. Đó, ông chuẩn bị xuống mấy cái lú gần bãi cho mấy đám một bình nó dẹt dẹt. Dạ, dẹt luôn. Cá ngon không ạ? Chắc đi theo bẫy gì á. Cá này cá nuôi thả vô. Thấy cá thôi. Thấy chứ luôn hay là để từ từ nhả nhẹ. Từ từ. Ê, miền Tây quê tôi. Ôi, cái này phải chờ giúp Vịnh mới được. Được không? Em thấy làm như nó ấy. Cái gì? Bê quá vậy? Cầm miếng tay em dở lên là dính cái lóc gì ơi. Nó được chừng 50 cái, ước gì được 50 cái. Ừ, quá trời cá các bạn ơi. Ê, đâu? Chưa nha, là kêu bỏ xuống nha. Quá, cả nhóc trời các bạn ơi. Có đâu, Tùng mới cầm được thả bỏ anh. Thôi, kiểu này không được rồi Tùng ơi. Về mà soạn ra trong cái thùng này có một con hay con cá là mệt lắm rồi. Thùng này thì kỳ quá. Rồi, bây giờ để anh em giải lao thì uống một miếng nước để tráng miệng anh Tỏi này. Chạy khá, Tùng, qua, làm nửa chai. Có sơ sơ luôn. Làm nắp thôi là. Trời. Làm nắp thôi dễ khác. Ở đây có mớt gì ta? Vậy hả? Cái lóc này về chắc tháng về mỗi giờ chết. Nó xuống đây hết trơn rồi. Hả? Thì nó xuống đây hết trơn rồi còn mẹ gì nữa. Ừ, xuống hàng gì kéo muốn chết luôn. Nghe mày đi mỗi giờ chết. Đi kéo cung có cái lóc nhiêu hết trơn. Cũng may là mình đổi kèo sớm ha. Nè, cái này trời ba con đều băng luôn. Á đủ. Wow. Nè. Im. Thấy chưa, thấy chưa? Im. Rồi, thấy chưa không á. Để hoài, cỡ quá. Cá mới thả vô rồi không? Đây Sầu Phiên nha. Mừng quá. Qua giờ mới thấy. Ngày mấy anh em trúng cá nha các bạn ơi. Sắp đầy thùng, báo cáo cho bà con biết rồi, sắp đầy thùng nha. Ê Salamante. Ê. Chưa sao. Lấy cái lưới đè lại. Tại nó đầy hết trơn các bạn ơi, nhát được. Trời ơi. Xém nữa à, cái pha này cận cảnh lắm á. Xém chút nữa phóng sinh nữa rồi. Bự lắm á, nó mặn lắm á. Về chết la luôn á. Phóng con đó là mệt lắm á. Về là mát chế luôn hả? Ừ, về mát chế. Vậy là đích là bên bự bên nhỏ nha. Chế mà lên coi cái khúc này mà thấy cá lóc bự bay ra một cái là rồi chết chứ chế. Chế sẽ bấm dừng tại đó. Và hi tỏi. Xua lại coi lại vậy. Và hi tỏi sẽ mệt cho mình mệt ra. Ồ, tính ra cái này không cần ký cá lóc rồi trời. Nhiều lắm luôn. Chế là cho coi bữa nay chế khen rồi. Nè. Quá mà đầy. Thôi nhảy ra. Để đi. Để đi về mình á ấy. Chưa hết rồi phải không? Ồ, vô mấy cá lóc. Ấy.
quá trời cá nữa mà. Bữa nay về chế làm rồi chứ nhà nước chế la rồi. Bữa nay chế kêu bia luôn. Để chế. Ủa vậy là chiều nào uống nữa hả hả? Bỏ nó không chắc chết luôn quá. Thôi lại cuối năm nay đi cùng nhau đi xét nghiệm nha. Xét nghiệm mà men gan coi lên xuống thế nào rồi. Còn cá chuối à? Cá chuối thì 5 con. Chữ chấm chấm là chỉ cách chạy mấy đầu đó đó. Chụp các bạn. Giờ đi chỗ trước đi. Đi trước đi. Này công an chìm này các bạn, lội nước. bắt sòng bài hay vậy lội bè ghê không bè luôn đi ngấp dịch. Mà trời thấy có cái nón không kìa, tối mà thấy cái nón trời ơi chắc tối xuống đường kinh mà thấy cái nón trời cái đó không chắc chết luôn. Đâu đâu nhiều không? Ô nhóc chân các bạn ơi, kia nữa hả? Ê quá các bạn ơi. Ba bốn con cá lóc. Trời 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 có kìa. Hết có biết rồi. Bữa nay về chết khen cho coi. Đến nay chết chứ chết rồi. Trời bữa nay ba chú. Ba chú cá lóc và cá rô rất là nhiều. Về không? Hay để đây luôn. Để thôi mà bây giờ nhiều quá mình để đi. Ngày mai mình quay tiếp. Ngày mai mình quay. Mai mình quay cá nổi. Giờ ha, giờ ảnh nè. Hôm qua đi đá mòn giò luôn rồi, đá hán luôn, có mày con nào hết vậy? Có cá mồi đâu à? Ừ. Có cá mồi đâu. Này, để lừa ốc ra bớt coi. Bán ra một cá mồi lời thôi. Để coi. Hả? Trời cũng ơi. Kỹ lưỡng vào. Ủa vậy hi lỗi qua đây luôn được không? Cho nó an toàn. Rồi cuốn cho 12 gục vô luôn các bạn. Mình về Long Mỹ đã. Sao Huyên chạy tới Long Mỹ? Ây da, ừ, cái bên mà. Quá rồi, quá rồi. Này êm quá. Yêu. Cái này ba anh em hồi nãy là trời. Hai ba ca lóc bỏ vô trước đi. Cho nó cút ăn. Quá trời cá luôn các bạn. Đây, cận cảnh những con cá. Cá đồng miền Tây. Ủa, hôm mình thả tới 4 con vô, sao bữa nay còn 3 con thôi? Bữa hổm hên là mình phóng sinh á, tại mình phóng sinh á. Mấy con cá nó nói giờ tao mới vô cái 12 cái ngục mà ra được. Cái mấy con này vô thử. Thử nghiệm mà. Thử coi này có nó sức ra coi nó nói có dốc không. Không ngờ thằng này bậy bạ quá. Chơi anh em. Rồi đầy luôn cái thùng này. Cá chào. Hên là hết nè, không phải là đầy thùng này cái gì. Cá chào. Còn đầu nữa kìa. Cá rô nó dướng rồi. Dở cái đó lên cái. Trời. Dở cái này luôn. Rồi. Ê. Bình chẳng cái này. Cái này dặn cho chắc chặt lại coi. Tùng đổ đồ này luôn Tùng ơi. Cá quá trời cá. Các bạn xem hay nhớ like và chia sẻ để ủng hộ mấy anh em nha các bạn ơi. Bắt cá miền Tây ngã năm nha các bạn. Anh em ngã năm. Có nhiều người xem mới vô không biết nhóm ở đâu thì mấy anh em ở ngã năm các bạn. Ngã năm Sóc Trăng. Subscribe Sóc Trăng. Không biết ngã năm ở đâu luôn á. Về ngã năm thì nói về chùa chợ nổi ngã năm và chùa Âu Chùm. Có rất là nhiều người biết. Trường Cò Tăng Long. Này phải mở cho chị ra trước chứ. Mở gì nữa, mở bên nha mà. Ok. Đại mấy không nhảy nè. Chào. Gần đầy cái thùng. Còn chục cái mình thăm cái đã ta. Còn mấy cái chiếc nữa thăm. Còn mấy cái kìa, mấy cái của người ta kìa. Đâu? Còn của người ta. Mấy cái trong kia mình cuốn về hết á nha. Cuốn lại này hết đó hả? Cái lương á, lương vườn á. Dạ. Đấy. Rồi. Kết thúc hành trình. Nè đem về nhanh để chết hết rồi coi. Rồi còn cái kia kìa, nguyên cái đống nguyên bó mía. Cá này các bạn lên khúc.
ghê chưa các bạn, lực sĩ miền Tây, chút xíu giác nguyên bó sắt luôn các bạn coi. Sáng anh à. Chút xíu giác sắt đi tập thể dục tiếp theo, quận về người xem tiếp video các bạn. Đấy, đây cá này các bạn ơi, mấy cái này chạy nhiều con hơn ở dưới kia. Đây nhiều con hơn nhưng mà cá nhỏ, cái lương những lương phi thân lương luồn vô nhẹ tay mấy em nó im đây nắp rồi. Rồi xong cái này mấy anh em về các bạn ơi, bạn thấy hay nhớ cho anh Tỏi và Tùng một like các bạn, nhóm mạch ba tê có bán luôn bánh tiêu luôn nha các bạn, Tăng Tùng Tỏi. Đây, tiếp tục mấy anh em đi về các bạn. Đây nãy giờ mấy anh em đá cá dạ, bỏ đâu bỏ đâu dân, để đổ 12 cửa ngục. Cá là các bạn cá đồng nguyên chất hên là bữa nay à, đây cá dế xuống ốc 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 còn ốc ở trên, cá lóc ở dưới ốc ốc đó. Rồi để cho con cỡ ký mấy 2 ký ký mấy không có cái lá tao nữa đâu, cá lóc các bạn, những anh hùng nãy giờ các bạn mày vô đi quá nhiều các bạn ơi. Một buổi thu hoạch khá thành công. Mấy ký cá. Đó. Con cá lóc nó còn mạnh đó chứ, sang bên kia nè cả. Cá nhất, Tùng ơi. Ê, ê. Cá lên. Chơi dục luôn rồi, chơi dục cá. Chơi dục, ê. Ở đầu đại lại. Trăng à. Quay đi, quay đi. Ở trái coi cái clip này vui lắm. Nè quay đi chị dục cho nè. Cái clip này vui lắm. Cái ngày về chứ Ngọc Tưởng rồi. Đi móc lại nghe ta coi. Im quá. Hai cần ngắn hết, hai cần. Đó đợi các bạn. Im. Nay thu hoạch cái lóc dữ đã. Đã. Ở đâu rồi, hiện tại cái sọt ốc đâu hả? À?